Và bây giờ anh và Trí Tài sẽ gửi đến các em một tiệc phẩm, một ca khúc hướng về miền Trung, hướng về quê hương của chúng ta, và một sáng tác của anh, ca khúc mang tên Miền Trung ơi ạ. Thank you.
đây chụp hình với em nha.